sao vậy? Có chuyện gì? Sao mẹ lại vậy? Mẹ nghe tiếng con gọi nên mẹ chạy qua đó. Con lại nằm mơ thấy ác mộng hả? Dạ không có rồi mẹ. Tại giờ này con gặp một số chuyện trong trường mới vậy. Mẹ đi ngủ trước đi, không có sao hết. Đừng giấu mẹ cái gì nha không. Con đi ngủ đi. Sao em cứ ép mình dối lòng như vậy? Em vẫn luôn muốn đứng sân khấu mà. Chuyện lúc trước cũng chỉ là tai nạn thôi. Hơn nữa cũng đã qua quá lâu rồi mà. Chẳng lẽ em chưa từng có một suy nghĩ trở lại câu lạc bộ kịch hay sao? Hay chí ít là trở lại sân khấu? Không biết rốt cuộc là có chuyện gì. Chuyện gì vậy? Linh tới hồi nào vậy? Mới tới à? Hồi nãy giờ đứng từ xa thấy Bảo ngồi thừ đây nãy giờ á. Này nha iPhone. Làm gì có. Qua mắt được ai sao qua tôi. Bảo không biết trong trường này tôi nổi tiếng là bà hoàng tinh ý hả? Trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, con mũi nó bay qua mà tôi còn biết là nó mới hút máu ai nữa mà. Nghi ngờ năng lực của tôi phải không? Mà Linh, nếu Linh biết được nhiều chuyện như vậy, Linh có biết vì sao anh Nguyên rời khỏi câu lạc bộ kịch không? Chuyện này đương nhiên là biết rồi. Vậy Linh kể cho Bảo nghe đi. Cũng được, nhưng mà Bảo phải hứa với tôi là bí mật không được kể cho ai nghe nha. Cách đây 2 năm, lúc đó anh Nguyên còn là sinh viên năm nhất. Anh tham gia câu lạc bộ kịch và được giao diễn vai Romeo. Thưa tiểu thư, ta xin thề cái mảnh trăng thiêng liêng kia đương giác bạc cho những ngọn cây triệu quả. Em xin chàng đừng lấy trăng kia ra thề thốt. Phần trăng nghiêng ngả mà mỗi tháng lại thay đổi đường đi lối về. Em sợ tình chàng cũng như trăng kia mà thay đổi. Vậy ta phải lấy gì ra mà thề? Xin chàng đừng thề nguyền chi cả. Hay nếu chàng muốn thì chàng hãy lấy tấm thân tuấn nhã kia ra mà thề. Đó là vị thần mà em thờ phụng, và em sẽ tin chàng. Tị bản, tại sao ngươi dám giết chết mật kiều thiếu bảy của ta? Hey! Nhát kiếm đó đâm rất là chân thật. Khán giả đứng lên vỗ tay rần rần luôn hả? Tôi cũng vậy. Nhưng mà sau này tôi mới biết kiếm đó là kiếm thiệt.
anh Nguyên Đâm anh Đức bị trọng thương nhập viện luôn. Bởi vậy anh mới quyết định rời đội kịch đó. Thì ra là như vậy. Mà sao tự nhiên hỏi chuyện anh Nguyên vậy? Tại tò mò thôi. Mặt trời. Trông như đã, mặt ngoài của em bày đặt dấu. Qua mặt làm bẩm gì vậy? Làm bẩm gì đâu. Em học gì thì học tiếp đi, hỏi anh chi vậy? Ờ. Bảo. Tôi cầu nè. Tôi cũng quên mất nó luôn rồi. Còn trẻ mà trí nhớ nó kém như vậy, rồi em mốt chưa già, lẫn rồi sao? Sao? Bữa nay không trả tre tôi nữa hả? Kính lão đắc thọ, bậc cha chú đã lên tiếng chỉ bảo thì chỉ biết giỏng tay lên mà nghe. Trẻ nhỏ mà như vậy á mới dễ dạy. Anh sao? Bây giờ tính lấy cái gì để báo đáp công sức của tôi đây? Tối nay anh có rảnh không? Tối nay? Chi vậy? Tôi định mời anh đi ăn một bữa. Cái gì cái túi này? Coi như vậy cũng được. Thôi, không cần đâu. Cứ coi như là tôi đùa thôi. Anh đùa? Nhưng mà chuyện tôi mời anh đi ăn là nghiêm túc. Sao vậy ta? Tự nhiên bữa nay mời tôi đi ăn, hay là có ý gì với tôi hả? Không có. Anh đừng mà hiểu lầm. Không có, đừng có mà hiểu lầm. Sao tôi thấy cậu á giống như là có tật giật mình vậy? Có đâu, anh đừng có tưởng tượng. Coi như là tôi tưởng tượng đi. Vậy nha, tối nay tôi mời anh đi ăn một bữa. Vậy đi. Ok. Ánh mắt này là ánh mắt của những kẻ đang yêu nhau. Giấu ai giấu sao giấu được mình. Nè, tôi đã giúp cậu lấy lại cái túi từ con yêu nữ xấu xa mê trai. Bây giờ cậu định lấy cái gì để báo đáp tôi đây? Tôi chỉ có tấm thân này thôi. Trùng hợp, đó là thứ mà tôi muốn. Em đang tưởng tượng cái gì đó? Em tưởng tượng gì anh cũng phải biết chứ, mắc gì anh búng đầu em. Thiệt á, anh bó tay em luôn á. Tự nhiên bó tay gì? Bây giờ này lên trường chi vậy? Lên trường tính sổ một người. Tính sổ hả? Ừ. Đứa nào thiếp anh hai em? Anh nói đi. Em gặp nó em. Em sao? Em múc nó không còn đường về luôn á, anh nói đi. Vậy á hả? Nói đi. Anh cầm cái điện thoại cho em chạy đi em kiếm liền. Biết ai không? Đứa nào? Nhật Linh. Nhật Linh, cái thủ là em luôn á. Là em đó. Mà sao anh đòi tính sổ em vậy? Sao mấy hôm nay nhìn Khánh có vẻ buồn vậy? Là chuyện học hành hay là chuyện ở câu lạc bộ đây? Vậy là chuyện cá nhân của Khánh thôi. Đức có thể không phải là một người ăn nói tốt, có thể cho Khánh được một lời khuyên hay, nhưng mà Đức chắc chắn luôn, Đức là một người lắng nghe rất giỏi. Đã vậy hả, còn cực kỳ giữ bí mật. Người ta thường nói niềm vui chia sẻ, niềm vui nhân đôi. Nỗi buồn mà nói ra, nỗi buồn vơi đi tới một nửa lần á. Cho nên là Đức chỉ muốn nói là Đức sẽ luôn ở đây. Nếu mà có tâm sự gì đó cần người chia sẻ
thì cứ tìm Đức ha. Cảm ơn Đức nhiều nha. Đức cũng là một người bạn tốt. Tiên thấy Khánh mất kiểm soát như vậy, chắc Đức bất ngờ lắm hả? Dễ thương mà. Dễ thương? Đức biết Khánh 4 năm rồi đó. Bình thường có thể Khánh là người ít nói, cho nên là mọi người nghĩ rằng Khánh lạnh lùng, cọc tính. Nhưng mà hả, Đức biết Khánh cũng giống như bao người khác thôi. Chẳng qua Khánh che giấu cảm xúc của mình quá tốt, nhưng mà thỉnh thoảng lộ ra như vậy cũng hay. Thật ra chị Khánh ơi, em đi kiếm một vòng trường mới thấy chị luôn á. Có chuyện gì vậy em? Chuyện khách đó, chị thấy em chạy muốn chết không? Mà không kịp kể ở đây đâu. Giờ chị tới đi rồi chị biết chuyện gì ha. Đi lẹ lên. Anh đi với mọi người nha. Không, chuyện này chỉ có chị Khánh giải quyết được thôi. Giải quyết xong thì em sẽ đưa chị Khánh vô câu lạc bộ. Vậy nha. Đi. Chị Khánh, em có chuyện muốn nói. Em biết chuyện của chị với anh em rồi hả? Em mới biết cách đây có nửa tiếng hả? Đó giờ anh không có nói với em. Chị đừng hiểu lầm ảnh. Anh tính giấu tới cùng á, nhưng mà tại vì hay giải thích cái hiểu lầm lần này nên là bắt buộc phải tiết lộ cái chuyện tình bí mật của chị và ảnh ra. Tại em hết á. Tại sao là lỗi của em? Thì hôm qua thật ra là ảnh tới đưa cơm cho em, mà tại em mê giết truyện em lùi ra lấy, nên là mới nhuận Tiên ra. Tiên bạn thân hay đi chung với em á. Chị đừng có trách ảnh nha. Trước giờ ảnh thích có mình chị à. Trước giờ Hi chưa từng thích ai hả? Dạ. Ủa? Anh chưa nói chị biết chuyện này hả? Chị là mối tình đầu của anh luôn á. Với lại dạo gần đây em có biết anh thích một người, nhưng mà chỉ là em chưa biết là chị thôi. Sao em biết được? Tại Yên sau xe. Yên sau xe là sao? Chị không biết anh em đâu. Đó giờ không chở ai hết á. Em ruột của ổng thì ổng còn không chở. Mà dạo gần đây tự nhiên đi đâu sắp thêm hai cái đống bảo hiểm. Đã vậy cái Yên sau xe đó giờ để mất lên luôn. Bây giờ bắt đầu đem ra chùi lao. Đã vậy vừa chùi vừa lao mà còn vừa hát như điên vậy. Không phải tại ảnh là anh hai em mà anh bên ảnh đâu. Mà ảnh thích chị thiệt á. Thôi ảnh đang đợi kìa. Nói chuyện ảnh đi. Khánh, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi, không như Khánh nghĩ vậy đâu. Hôm nay khi tới đây để thì giải thích cho Khánh biết á. Khánh biết rồi. Sao Khánh biết? Để Linh kể hết cho Khánh nghe rồi. Mình nhờ nó đưa Khánh tới mà làm gì chứ. Vậy Khánh còn giận hay không? Ngốc quá à. Nếu còn giận thì sao còn ngồi đây? Ha. Bộ mặt Khánh có giống gì? Sao nhìn Khánh vậy? Khánh. Cho thì ôm Khánh một cái được. Đang ở trường ôm cái gì mà ôm? Vậy thôi.
Khánh thì chị muốn kêu tên Khánh mà thôi. Khánh. Trời ơi, dạ. Trên đời này có người ngốc như vậy hả? Khánh thì chị muốn kêu tên Khánh mà thôi. Khánh. Chào anh. Sao anh tan trễ vậy? Cậu chờ tôi. Ừ. Hồi sáng tôi có rủ anh đi ăn mà. À. Anh muốn ăn cái gì? Mì cay đi. Mì cay? Ừ. Ở phía đó diện trường á, có quán ngon lắm. Đi thôi. Sao? Gọi được chưa? Anh biết món nào ngon, anh gọi giúp tôi luôn đi. Vậy để tôi gọi giùm thôi. Em ơi, cho anh gọi món nha. Cho anh hai phần này với lại hai phần xuống. Rồi, cảm ơn em. Cậu ăn trước đi. Cảm ơn anh. À, cảm ơn em. Cậu ăn đi, mì đây ngon đó. Sao? Cậu không ăn được đồ cay hả? Đâu có. Đồ cay có gì đâu mà ăn không được. Chắc tại ở đây hơi nóng. Thì ăn đi. Anh ăn đi, ăn nhiều vô. Anh ăn đi, tôi sẽ bếp đi vệ sinh. Nè, lần sau á, cậu mà không có ăn cay được á, thì mình phải nói cho tôi biết nghe chưa? Cảm ơn anh. Ừ. Thôi, ăn đi rồi uống thuốc. Ăn xong rồi, thôi tôi xuống tính tiền, rồi xin bếp về trước nha. Để tôi đưa cậu về. Thôi, tôi tự về được.
cậu về một mình tôi không có an tâm. Tới rồi, cảm ơn anh. Đây là nhà của cậu. Đây là nhà tôi thuê. Nhìn cậu không giống người từ nơi khác tới. Cậu là người ở thành phố này à? Chuyện cũng không có gì để giấu. Thật ra là tôi ra ở thuê từ hồi tôi học cấp 3. Chỉ là muốn thử thách bản thân và rèn luyện tính tự lập. Sao anh không nói gì hết vậy? Thế cậu muốn tôi nói gì? Có vẻ anh không tin những gì tôi nói. Không tin. Anh thẳng thắn như vậy luôn đó hả? Lời nói của cậu rất là nhiều lỗ hổng. Nhưng mà thôi, nếu như mà cậu không muốn nói thì tôi không ép. Tôi thấy lời nói của tôi bình thường. Trước giờ tôi nói thì ai cũng tin mà. Để tôi cắt nghĩa cho cậu hiểu nha. Cậu nói là cậu dọn ra khỏi nhà từ năm cấp 3, là chưa đủ 18 tuổi. 18 tuổi chưa đủ tuổi ăn, tuổi mặc. Cha mẹ nào để con cái mình lưu lỏng như vậy hả? Xin lỗi cậu. Nếu như mà có chuyện cậu không muốn nói thì thôi, bỏ qua đi. Sao? Có chuyện gì muốn nói với tôi à? Sao anh biết? Cái mặt của cậu hiện hết lên rồi kìa. Từ hồi chiều, lúc mà cậu cứ nằng nặc đòi dẫn tôi đi ăn là tôi đã nhận ra. Sao? Có chuyện gì muốn nhờ tôi à? Hay là anh quay lại sân khấu đi. Đừng nhắc tới chuyện này nữa, tôi không muốn nghe đâu. Tại sao chứ? Anh rất là yêu sân khấu. Mà sao lúc nào nói tới anh cũng chối bỏ là sao? Nếu mà là vụ tai nạn thì nó cũng đã qua lâu rồi. Anh Đức cũng có bị làm sao đâu. Anh đừng tự dằn vặt bản thân của mình như vậy nữa. Thôi đủ rồi, đừng nói chuyện này nữa. Tôi sẽ nói cho tới khi nào anh quay lại sân khấu thì thôi. Có một số chuyện cậu không hiểu được đâu. Chuyện gì mà tôi không hiểu? Không phải chuyện nào cũng có thể nói ra. Nếu không nói ra bằng miệng được thì để con tim lên tiếng. Cậu bị ngốc à? Con tim thì làm sao mà có thể lên? Và em muốn nói rằng em yêu anh. Tình yêu của em chân thành. Con tim không có biết nói dối. Chỉ cần nghe nhịp đập của con tim thì biết anh có nói dối hay là không. Là em muốn nói rằng em yêu anh. Nguyện xem hai luôn song hành. Giống như là hai mảnh ghép. Và do em đã tìm thấy anh. Sao tim của mình lại đập mạnh như vậy? Không có gì, tôi đi đây. Tối mai là ngày gì? Anh sẽ tới chứ? Cậu mong tôi tới à? Đi. Thanh xuân của em như một tách trà. Em sẽ làm tốt thôi mà, đừng có lo nữa. Và anh là viên đường đen. Hồi nãy anh có xem em diễn không? Anh thấy em diễn có tốt không? Em đã tiếng cổ vũ và càng vỗ tay của người xem chính là câu trả lời cho những nỗ lực thời gian qua của chúng ta. Anh cũng có. Bây giờ phải cố đứng trên sân khấu này đâu hay không? Anh diễn sao? Ở dưới không ai hết. Chúng ta giống như những mảnh ghép trong một bức tranh. Khi tìm được người mình thích thì lúc đó bức tranh sẽ trở nên hoàn chỉnh. Mưa rơi cứ rơi mưa, đừng dứt vội. Để em bước ngang, nụ cười sẽ đắm em rồi. Và em muốn nói rằng em yêu anh. Tình yêu của em chân thành. Giống như đường đen che giữa cuộc đời em cần.